Bạn là người mới tìm hiểu về piano. Có quá nhiều sản phẩm trên thị trường để bạn có thể lựa chọn một cách phù hợp. Bạn là những bậc phụ huynh muốn đầu tư cho con em mình một cây piano điện cho việc học tập và giải trí. Nhưng bạn lại lo lắng về giá cả, về âm thanh, tính năng, hiệu quả hay việc cây đàn có phù hợp với căn phòng của bạn hay không. Hiểu được những khó khăn trong việc quyết định của bạn, hãy để chúng tôi Viettu Music sẽ giúp bạn nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một sản phẩm đến từ thương hiệu Casio. Casio CDB S100. CDB S100 hoàn toàn thích hợp với một lối sống hiện đại, tinh tế và đáp ứng nhu cầu giải trí, giảng dạy và học tập. Casio đã áp dụng các công nghệ cấu trúc siêu gọn để tạo ra kích thước đàn còn nhỏ hơn dòng CDB trước đó, với thông số thiết kế đáng nể. Thân đàn mỏng với độ dày chỉ 23,2 cm, chiều dài 132,2 cm và chiều cao 9,9 cm. Với kích thước như vậy, bạn có thể hoàn toàn tự tin chơi chiếc đàn piano gọn nhẹ này ở bất cứ nơi đâu theo phong cách riêng của bạn. Điều đặc biệt, đàn có hỗ trợ vận hành pin. Ngoài sự nhỏ gọn, CDB S100 còn mang một thiết kế rất hiện đại, rất năng động và tinh tế, với những đường nét bo tròn được phủ màu đen nhám. Cách thiết kế các phím chức năng được tối giản hơn nhưng vẫn giữ được sự trải nghiệm một cách dễ dàng cho người dùng. Về thiết kế mặt sau, đàn được trang bị những cổng kết nối USB, pedal, đường phone output và đường audio in và jack cắm nguồn. Với dòng CDBS mới, Casio đã giảm đáng kể kích thước nhưng vẫn đảm bảo cơ chế hoạt động mô phỏng trọng lượng của bộ búa trong chiếc đại dương cầm với công nghệ Scale Hammer Action thế hệ 2. Điều này cho phép bàn phím có khả năng phản hồi với thân đàn mỏng đến kinh ngạc. Chính vì thế, đàn có 10 âm thanh chất lượng cao được tích hợp sẵn, gồm cả đại dương cầm. Bạn có thể biểu đạt những khác biệt tinh tế về âm sắc bằng cách điều chỉnh lực nhấn phím Touch Response. Điều đặc biệt mà Casio đã trang bị cho CDB S100 chính là việc kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Cortana Play. Với ứng dụng này, chúng ta có một trình điều khiển piano. Chúng ta có thể đổi tiếng, thêm layer tiếng, chỉnh độ nặng của phím, thêm hiệu ứng. Chúng ta có một trình xem bản nhạc PDF qua việc chúng ta lưu và xem file trực tiếp trên ứng dụng. Chúng ta có trình nghe nhạc bằng cách chúng ta kết nối thông qua cổng audio in. Chúng ta có thể phát lại MIDI qua ứng dụng này. Đó là tất cả những gì CDB S100 sẽ mang lại cho bạn.